Xin chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại trung tâm của huyện Thạnh Hóa nè, tỉnh Long An. Và em cũng quay giới thiệu bán đến cô chú anh chị mình một sản phẩm với hai nền đôi là ngang á, mỗi một nền là ngang á là 5, còn dài á là 20 nha quý anh chị. Thì từ bên đây chạy dài qua tới bên đây là hai nền đôi nha quý anh chị. Chạy sâu vô nha. Và phần đất này á thì chỉ cách trung tâm thì tầm khoảng là dài bước chân thôi quý anh chị. Thì phần đất này là sổ hồng riêng là sẵn sàng luôn, nên quý anh chị mình cũng an tâm về mặt đó nha. Cặp đất với mình thì có một đại lý bia Sài Gòn, bia lạnh á quý anh chị. Thì quý anh chị mình khi muốn cần gì bia thì có ngay tại chỗ nha quý anh chị. Có bia có mồi luôn quý anh chị ơi, cá nướng luôn cả, có mồi nướng cá luôn kìa quý anh chị. Về đây á, là quý anh chị mình có thể nè là mua lô đất này, mình kêu bia uống là có cá nướng luôn, rất là thích hợp luôn quý anh chị. Thì quý anh chị mình từ Sài Gòn thì quý anh chị mình về tới ngay đất thì tầm khoảng là 60 tới 80 km, cũng phụ thuộc vào khu vực của cô chú anh chị mình đang sinh sống nha. Dân cư ở rất là đông luôn, thích hợp cho cô chú anh chị mình về để mở quán, mở tiệm, đi buôn bán nha quý anh chị. Và phần đất này thì chủ cần bán với mức giá là 750 triệu cho một nền. Thì tổng diện tổng hai lô đất này là giá là 1 tỷ 500 triệu là hết đất nha quý anh chị. Thì khi quý anh chị mình cần biết thêm chi tiết thì hãy liên hệ trực tiếp với em nha. Số điện thoại của em sẽ để trên màn hình nha quý anh chị. Và em cũng xin chào cô chú anh chị đã theo dõi kênh Nhà Đất Hiếu Nghĩa nha.